nói gì? Được, ta sẽ tới truyền tình cốc để đánh cho hắn quỳ xuống lại ta mới thôi. 16 năm qua ta đã luyện nội công tới tầng thứ 10 rồi, chỉ đợi tới ngày đó thôi. Người buông ta ra đi, nắm ta ra đào hết nợ. Cái tên hòa thượng tội chỉ biết thương hết ta thôi. Nó giống như là thật vậy. Hòa thượng nói láo không? Tự nhiên thiên hạ vô địch thủ, biết rõ Dương Quá từ đông tới, bơi vào dưới chân chạy về tây. Người đừng có ngươi ngươi gì cả. Ta không biết Dương đại ca bây giờ ở đâu, nhưng mà ta biết rõ ngày 7 tháng 3 anh ta sẽ tới một chỗ. Chỗ nào? Nói cũng hoài công vô ích, tóm lại nhà ngươi cũng không có dám đi. Đứng lại. Dương Quá đi chỗ nào? Anh sẽ tới đoạn Trường Nhai Tuyệt Tình Cốc để gặp mặt với vợ của ảnh là Tiểu Long Nữ. Hây, một mình Dương Quá đã làm cho ngươi phà phòng lo sợ, thêm vào Tiểu Long Nữ. Ngươi nhà đúc đầu vào chỗ chết làm gì? Được lắm. Được. Bổn tọa sẽ trở về Trung Nguyên, chỉ muốn đấu võ với vợ chồng hắn thêm một lần. Ta sẽ tới Tuyệt Tình Cốc sau khi hạ bổn chú xong rồi, xem cô bé nhỏ này có còn gì nói nữa. Nếu như mà ngươi thắng họ, ta sẽ lại ngươi làm thầy. Nhưng mà cái chỗ đoạn Trường Nhai rất là ẩn khuất, khó kiếm ghê lắm. Cái chỗ đó ta đã tới, ta đưa ngươi đi. Thiệt hả? Bây giờ còn theo ta nữa hay là không? Theo, chết ta cũng đi theo. Được. Ngày nay là ngày mùng 2 tháng 3. Tuy rằng Quả Nhi tới sớm 5 ngày, nhưng phải đợi tới ngày mùng 7 tháng 3 là tròn 16 năm Long Nhi mới chịu gặp mặt. Mấy năm qua, vào tháng 3 hàng năm, Quả đều về đây để ở mấy ngày. Quả hy vọng Nam Hải Thần Điền sẽ đại phát từ bi để cho Long Nhi về sớm. Quả mong mỏi vết thương của Long Nhi sớm ngày bình phục. Sợ Long Nhi nóng ruột đợi không được 16 năm, sẽ tới đây sớm hơn để đợi Quả Nhi. Nhưng mà muôn vàn thương yêu, mong mỏi tương tự. Long Nhi, đây là lời Long Nhi nói. Nhưng mà còn 5 ngày nữa, còn 5 ngày nữa Quả Nhi sẽ gặp mặt được Long Nhi. Nhất định sẽ gặp được Long Nhi. Thank you.
không thể thành vợ quá được. Mãi mãi là của Long Môn Quá. Ngươi nói cái gì? Mãi mãi là của Long Môn Quá. Mãi mãi là sư phụ của Quá. Nếu như để tôi gặp mặt ngươi, ta sẽ giết chết ngươi. Quá Nhi, Quá Nhi. Cô Long. Cô Long. Quá Nhi. Cô Long. Bây giờ đã là đêm thứ năm rồi, đã sắp hết ngày 7 tháng 3. Tại sao chưa trở về? Quý Nhi, tôi nghĩ không phải là tôi giả chứ? Cô Long. Thập niên tương tư liệu mang bài, hai chúng ta hết lòng thù nhau, muôn ngàn ân ái suốt đời thương nhau. 16 năm sau sẽ tươi phục sầu muôn quải bằng như xưa, nước mắt cạn không lưu hận bên khúc cửa lười trang điểm, nhìn nhau không nghe đôi dòng lệ rơi, để rồi năm nào cũng tới chỗ đoạn trường. Ngày mai nhạn đồng ba, Long Nhi, tôi đồng bà cũng 10 năm tương tư lưỡng mong mình, nhưng mà ít ra ta còn biết một đám một, đó là chỗ trong cất vợ của ông. Còn quá thì sao? Còn quá thì sao? Quá gì thì cách biệt Long Nhi 16 năm trời, ngay cả người vợ thân yêu chôn thân ở chỗ nào cũng không có biết nữa. Còn quá vậy thì sao? Mấy ngày mấy đêm không thể nhắm mắt, ngay cả chim bào cũng không thấy nữa. Tại làm sao vậy? Tại làm sao vậy? Tại làm sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? 16 năm sau gặp mặt tại đây, phu thê tình thật, lời hẹn năm xưa. Long Nhi, đây là những chữ Long Nhi khác mà. Tại sao không giữ nữa vậy? Tại sao không giữ nữa? Tại sao? Ngày 7 tháng 3 đã qua rồi, Long Nhi chắc không gì nữa đâu. Quá Nhi là một tên cùn. Long Nhi chắc đã chết rồi. 16 năm trước, Long Nhi đã chết rồi. Long Nhi, quá nhiều nước ngoài không chờ đợi ở trên đời này. Đúng 16 năm trời, nước ngoài không chờ đợi 16 năm trời. Long Nhi, Long Nhi, không lẽ không sợ cô đơn hay sao? Quá sẽ tới với Long Nhi. Thank you.
Đây không phải là Ngọc Phù mà Long Nhi đã từng nuôi hay sao? Ở dưới đáy sân cốc này thật sự có người. Tuy nhiên nếu như có người khác ở đây, không phải là Lâm Nhi, ta lại nói được tin tức của Lâm Nhi, vậy ta mới làm thế này. Xin hỏi có người nào ở nhà không? Quá nhiều.
của Quan Nhị. Bao nhiêu năm qua Quan Nhị đã chịu khổ. Quý mặt bàng hoàng, không hề thay đổi chút nào. Nhưng mà Quan Nhị đã già rồi. Không, Quan không có già, mà Quan Nhị đã lớn khôn. Coi kìa, đã 30 mấy tuổi rồi mà cũng giống như hồi lúc ở chung Nam Sơn vậy. Khi vui trong người thì đi lộng mèo, mồ hôi đầm đìa hả? Bao nhiêu năm qua chắc Long Nhi chịu khổ rất nhiều. Tội cho Long Nhi đã vì Quá Nhi chịu đựng 16 năm. Cũng may là từ nhỏ em đã sống cô độc trong cổ mộ. Còn nếu không, 16 năm không gặp Quá Nhi, em đâu có thể nào chịu đựng được. Long à, hãy nói chuyện 16 năm qua Quá nghe đi. 16 năm qua em không có nói chuyện với ai hết, hầu như đã quên nói chuyện là thế nào, giờ cũng không biết là nói sao nữa. Nói mau đi, Quá nhiều muốn nghe. Hôm đó em thấy Quá đã quăng nửa viên thuốc giải chất độc tình hoa xuống dưới vực thẳm, thì em đã biết chỉ có khi nào em chết trước để cắt đứt mối tình dương dấn của Quá Nhi thì mới có cách hóa giải được chất độc trên mình của Quá. Em suy nghĩ rất là kỹ và nhất định tự tử, nhưng mà nếu như Quá biết được chắc chắn sẽ chết sớm hơn là em nữa. Cho nên em đã thừa lúc Quá Nhi đêm khuya ngủ ngon giấc khắc cái tâm nguyện 16 năm sẽ gặp mặt lại trên vách đá, hy vọng là Quá Nhi vì giữ lời hứa để mà sống. Long à, thật sự nhẫn tâm bỏ Quá Nhi hay sao? Để Quá Nhi một mình sống ở trên đời này, chờ đợi 16 năm. Lúc đó em chỉ nghĩ tới, chỉ cần có thể giải được chất độc tình hoa trên người, giữ được mạng sống. Như vậy 16 năm sau, cho dù hết lòng thương nhớ không thể quên được em đi nữa, thì Quá cũng đâu có đến nỗi tự tử. Long Nhi muốn dùng 16 năm để làm phai nhạt tình cảm của hai chúng ta. Long Nhi biết cái chuyện này không thể xảy ra. Hãy xem đi. Nếu như Long Nhi hẹn cái hẹn 8 năm, thì chúng ta có thể gặp mặt sớm hơn 8 năm. Đối với cái tính tình nóng nảy như lửa của Quá, em biết là trong thời gian 8 năm ngắn ngủi, không thể nào làm phai đi hết lòng thương yêu của Quá đối với em. Nhưng không ngờ 16 năm sau Quá cũng đã nhảy xuống dưới này. Cho thấy một người chung tình tốt hơn. Nếu như lòng thương Quá nhiều đối với Long Nhi phai nhạt, Quá nhiều chỉ khóc một tầng ở dưới đoạn tường nhà, sau đó bỏ đi. Vậy sẽ thế nào? Đời này kiếp này sẽ không có cách gì sống chung với nhau. Trong cõi hư vô đã có ý trời.
Long Nhi, sau khi nhảy xuống đầm nước, chuyện gì xảy ra? Lúc đó em đã bị hôn mê, rớt xuống đầm nước. Thân mình cứ chìm mãi dưới nước. Đúng ra em muốn nhắm mắt chờ chết, nhưng không ngờ lại bị nước trôi vào băng khố. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cơ thể của em đã ngoi lên khỏi mặt nước. Hóa ra đã bị trôi vào một chỗ khác ở dưới đáy sơn cốc. Lúc đó em nghĩ, nếu như đã nhảy xuống vực thẳm, rớt xuống đầm nước mà vẫn chưa chết, cho nên đã bò lên bờ, chuẩn bị chết ở chỗ đó. Nhưng rồi lại phát hiện chỗ này có rất nhiều trái cây, ăn hoài không hết. Thủy đạo ở dưới nước trực tiếp thông qua một băng khố, rất là lạnh. Nhưng trong đó lại có rất nhiều cá, nên về vấn đề ăn uống không thành vấn đề. Nhưng mà Long Nhi, lúc đó Long Nhi lại bị chúng băng phá ngăn trật. Hơn nữa cơn độc lại vào trong kinh mạch. Ở trên đời này không còn thuốc chữa nữa. Tại sao dưới sơn cốc lại có thể lành bệnh? Thật ra sau khi ở đây mấy ngày thì chất độc của em đã bộc phát. Toàn thân giống hệt như là bị lửa đốt vậy, đầu nhức muốn nổ tung, thật ra sống cũng như chết. Sau đó cầm cự không nổi, em muốn nhảy xuống sông tự tử. Bị nước cực lạnh ngâm một hồi, lạnh cho tới rung cầm cập. Bỗng dưng em nghĩ tới khi chúng ta trong cổ mộ vào cái đêm động phòng qua chút, qua đã đưa em ngồi trên hàng ngọc sàng để mà luyện công. Tuy rằng như vậy không thể trừ được độc, nhưng mà có thể giảm bớt cơn đau ở trên người. Rồi sau khi em lặn xuống đầm nước, ở trong thủy đạo dưới nước phát hiện một băng khố tích lũy băng đá ngàn năm. Cho nên sau này em đã lặn xuống dưới thủy đạo. Em cứ ngồi ở đó dựng công để điều khí, lại có công hiệu, cho nên thường hay trở về chỗ đó dùng nội lực để mà kháng với cực độc ở trong người. Mỗi khi nhớ tới quá thì lập tức trở về đầm nước ở dưới đá sơn khóc để coi thử. Long Nhi, tội cho Long Nhi. Có một ngày em nhìn thấy mấy con ngọc phong tựa trên bay xuống. Em nghĩ chắc là do lão ngoan đồng để lại. Ở chỗ này kể như là đã có bạn, cho nên em đã bắt ông và làm tổ ngọc phong, càng nuôi càng nhiều. Em cũng đã ăn mật của ngọc phong. Thêm vào ở trong đầm lạnh có một loại cá bạc có thể trừ độc. Sau khi ăn vào thì cảm thấy bớt đau đớn. Em nghĩ có lẽ mật của ngọc phong và cá bạc ở dưới đầm nước lạnh là linh dược để trừ độc. Sau khi uống nhiều năm, thời gian cơn độc bộc phát từ vài hôm trở thành nhiều ngày mới nổi lên một lần. Sau đó thì mấy tháng mới có một lần. Gần đây đã 5-6 năm rồi, chất độc ở trên người này không có bộc phát nữa. Giả lại cũng không cần phải tới băng khố để mà dẫn công. Xem ra chất độc trên người đã giải hết rồi. Long Nhi, thật sự là ở hiện gặp lệnh. Nếu như năm xưa Long Nhi cũng đưa ngọc phong cho lão ngoan độc để giúp cho ông giải trừ chất độc nhện nhện do Kim Luân Pháp Vương bỏ trong sơn độc, ông ta cũng mang ngọc phong tới tiêu thần cốc, vậy thì không thể nào chữa lành được. Sau khi em đã bình phục lại, thật sự nhớ tới quá nhiều lắm. Nhưng mà ở đây là vực thẳm ngàn dặm, bốn bên đều là vách đá treo leo, làm sao mà có thể lên trên được. Qua Nhi, hãy coi trên cánh của ngọc phong này, em đã dùng phấn màu ở trên loại hoa đã có khắc 6 chữ ở trên cánh của con ong. Tôi ở đáy tuyệt tình cốc, hy vọng là nó bay lên trên, có người nhìn thấy phát hiện được nó.
bao nhiêu năm qua, trước sau gì thì em cũng đã khắc chữ lên trên cánh mấy ngàn con ngọc phong, nhưng vẫn không có hồi âm. Càng ngày thì em lại càng thấy chán nản hơn. Em cứ nghĩ rằng đời này kiếp này chắc không gặp lại quá nữa. Tại sao quá sợ ý tới vậy? Mỗi lần tới tùy tình cốc đều là nhìn thấy ngọc phong, nhưng mà xưa nay chưa hề bắt một con để mà coi thử. Bà cốc chúng ta sẽ có thể giảm đi mấy năm trời cái nỗi đau đớn sanh ly tử biệt. Khờ quá hờ, tại sao lại có thể quán trách mình như vậy? Đó chỉ là hạ sách của em khi không còn phương cách nào khác. Nè, cánh của con ngọc phong nhỏ như vậy, ai mà phát hiện ở trên đó có chữ chứ? Hơn nữa, chữ lại nhỏ quá, cho dù có mấy trăm con bay trước mặt của quá nhi đi nữa, quá cũng đâu có nhận ra. Vậy làm gì cũng khờ nữa, không phải làm vậy hay sao? Thật ra hai chúng ta đều khờ cả. Em chỉ hy vọng trời cao tội nghiệp cho hai người cùng chúng ta. Ngày nào đó ngọc phong bay vào trong ổ nhện, với tình nghĩa của quá đối với chúng ngày xưa, nhất định sẽ cứu ngọc phong ra. Tới chừng đó sẽ phát hiện những dòng chữ trên cánh. Đáng tiếc quá như vẫn không có nhận thấy. Nhưng mà dù sao đi nữa, kể như chúng ta đã trùng phục, chúng ta từ nay đừng có xa cách nữa. Tỉnh. Có tin của Song Nhi không? Em đã sai đệ tử cái bang trà trộn vào trong danh trại của Mông Cổ để điều tra, nhưng mà không có tung tích của Song Nhi. Cái con nhỏ đó cũng thật kỳ quá, tại sao tự mình lại bỏ đi, làm cho mọi người lo lắng cho nó. Lần này nếu không phải vô Song Nhi trình nên mang tin tức của sư phụ về đây, chúng ta không biết Song Nhi đã rơi vào tay của người Mông Cổ. Họ với em đã ngoài một lượt, hai cổ đâu? Tụi em đã chia nhau ra đi tìm, hai người họ thì đi trại Mông Cổ khác. Em tin chắc là có đệ tử cái bang tiếp ứng, hai người đó không có chuyện gì đâu. Lần này cũng nhờ hai cô ấy ra tay giúp đỡ, nếu bằng không anh phải tử thủ thành Tương Dương, không thể lo chuyện khác nữa. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ về chuyện Song Nhi để bọn chúng có dịp tấn công. Quách bá phụ, Quách bá mẫu, hai cô gì rồi à? Sao rồi, có tin tức của Song Nhi không? Tính sao bây giờ? Quách bá mẫu có thể yên tâm, đệ tử cái bang trải khắp thiên hạ, cháu nghĩ là một khi có tin tức của Quách cô nương sẽ có người thông báo. Đúng vậy sư tỷ, muội tin chắc Thường Nhi sẽ kiếp nhân thiền tướng. Anh Tĩnh, em không yên tâm, em muốn rời khỏi thành tìm kiếm khắp nơi. Quách bá mẫu, hay là vậy đi, thêm một người dẫn đỡ hơn, để cháu và biểu tỷ đi chung nha. Đúng vậy, vậy cũng được. Tân thành dương liễu lộng xuân du, động ly ưu lụy khó thu, du ký đa tình. Ai đặt tới đây vậy? Hoàng Dung. Lão Hoàng Đồng, tại sao ông lại ở đây? Tôi không quen biết mấy cô, tôi không quen biết mấy cô, mấy cô không có thấy tôi. Lão Hoàng Đồng, Lão Hoàng Đồng, Lão Hoàng Đồng, mau mở cửa đi. Cho bá thông mở cửa ra. Không mở, cháu cũng không mở. Mở cửa mau. Nếu như không mở cửa, ta sẽ đốt cái ổ chó này của ngươi. Nơi Hoàng Sơn có quý khách tới thăm, lão nạp cung nghinh. Thì ra Nhất Đăng đại sư đã trở thành láng giềng với châu bá thông, thì không ngờ. Nhất Đăng đại sư, lão Ngoan Đồng làm sao vậy? Vừa mở cửa là đóng cửa, không có cho chúng tôi vô. Cái đó hoàn toàn không có giống như tánh của ổng đó nha. Hãy mặc kệ hắn, mời ba vị vào hàng xá để lão nạp dân trà, sau đó nói chuyện sau. Thiệt là không ngờ đại sư và châu bá thông lại ẩn cư ở tại Bách Hoa Cốc này. Nhưng không biết cái căn nhà gỗ ở phía bên trái kia, thế ngoại cao nhân nào đã ở đó.
Quách phu nhân thông minh hơn người, đoán một cái có thể biết được. Châu Bá Thông bình thường thì hay cười hay nói, làm sao bất cứ chuyện gì cũng không có chịu nhìn nhận. Hồi nãy mở cửa ra nhìn thấy chúng tôi, ban đầu thì vui vẻ, sau đó lại đỏ mặt đóng cửa lại. Giờ cánh cửa căn nhà phía trái lại có mấy câu thơ: Tiểu Hàng Thâm Sử, Xuân Ba Tất Thảo. Những câu thơ đó không phải là của Lưu Quý Phi, anh cô ngày xưa đã viết lại hay sao chứ? Quách phu nhân quả nhiên liệu sự như thần, bất cứ chuyện gì cũng ngoài phu nhân dự đoán. Anh cô, có người tới thăm lão nạp đây nè. Dạ, là... Mau tới gặp họ đi. Nhất Đăng Đại Sư Châu Bá Thông và anh cô, mấy chục năm về trước đã có một cuộc tình. Nhất Đăng Đại Sư ngày xưa là Đoàn Dương gia, vì vậy đã xuất gia. Và Lưu Quý Phi anh cô sau khi đã sanh con của Châu Bá Thông, không được sự cứu giúp của Nhất Đăng Đại Sư, cho nên đã quy trách nhiệm cái chết của đứa con lên trên mình của ổng. Và Châu Bá Thông không còn mặt mũi để gặp bạn thân là Nhất Đăng Đại Sư, cho nên cổ mới lánh mặt không có gặp cô anh nữa. Bây giờ một người đã là một cao tăng, lòng phẳng lặng như là mặt nước, còn hai người kia thì đã lớn tuổi rồi. Ba người họ đúng ra là có một cái thù hận không thể nào xóa được. Bây giờ đã bỏ hết tất cả những chuyện trai gái qua một bên, còn lão ngoan đồng tánh rất con nít, rất là mắc cỡ, sợ người ta cười. Cô anh, Quách phu nhân, giảng bối Lục Vô Song bái kiến tiền bối. Giảng bối Trình Anh, ngày hôm nay may mắn gặp được tiền bối. À, các người lâu lâu tới thăm, trong sơn giả không có gì tiếp đãi, đành phải dùng trái cây để tiếp khách. À, đâu có, là giảng bối đã quấy nhiễu cuộc sống ẩn cư của tiền bối. Đâu có, chúng tôi ẩn cư ở đây, có người tới thăm mới là vui chứ. Không phải, người vui vẻ nhất phải là tôi mới đúng. Lão Ngoan Đồng, hồi nãy buồn bực không có chịu mở cửa, bây giờ lại có chuyện gì làm cho ông vui tới như vậy chứ? Không vui thì vui, còn vui thì vui chứ. Hồi lúc nãy không vui, bây giờ thì vui, không có đúng hay sao hả? Đừng có chồng tôi nha, tôi không vui nữa đó. Được, vậy có chuyện gì đã làm cho ông vui như vậy chứ? Lễ Hoàng Dung à, bản lãnh bây giờ của ta cao cường lắm, có phục ta không hả? Võ công của lão Ngoan Đồng, từ nhỏ thì tôi đã phục sát đất rồi đó, cần gì phải hỏi nữa. Không lẽ mấy năm gần đây lại nghiên cứu môn võ công nào càng cao siêu càng tuyệt diệu hơn là nhất tâm lưỡng dụng, mỗi cánh tay là một chuyện khác nhau? Không phải. Năm nay võ công giỏi nhất là An Nhiên Tiêu Hồn Chưởng của Dương Quá. Lão Ngoan Đồng ta lại thua cho hắn rồi. Ê, đừng nhắc tới phương diện võ công nữa. Quá Nhi thiệt là tài giỏi, nhỏ giống như là Quách Tường, nhà như lão Ngoan Đồng, ai nấy cũng đều kính nhiều hắn. Nè, bản lãnh càng cao cường của ông là cái gì đây? Nè, đây là bản lãnh nuôi ngọc phong của ta. Ngọc phong kia là do tiểu long nữ đã tặng cho ông, có gì đâu mà lạ. Vậy không có hiểu đâu, ngọc phong do tiểu long nữ tặng cho ta đó, tuy là quý thật, nhưng mà ngọc phong đó sau khi tôi nuôi dưỡng nó thì có gì khác biệt đây? Ta đây nuôi được một mớ ngọc phong cử thế vô song, những loại ong hiếm có ở trên đời, có thể nói là xảo đoạn thiên công, tạo quá cũng không có làm được như vậy nữa đó. Ngọc phong của tiểu long nữ làm sao mà bằng ngọc phong của ta? Lão Ngoan Đồng thì là càng già càng không biết mắc cỡ, da mặt càng ngày càng dày đó, thiệt là giống đặc biệt thiên hạ vô song, đời này hiếm có. Tiểu Hoàng Dung mà muốn làm cho ta buồn phải không? Ta không có mắc mưu người đâu. Nè, ta hỏi người nha, chúng ta là người, nếu như là sâm bông hoa hay là long hổ hay là thiên hạ thái bình gì đó ở trên người, thường như vậy phải không hả? Phải vậy không? Có đúng không? Ngoài con người ra, các con sâu bọ ở trên mình nó cũng có chữ nữa đó. Ông định nói là trời xanh phải không? Như vậy thì tôi chưa có từng thấy. Có phải giống như là rằn sọc ở trên mình của hổ báo, hay là những hoa văn ở trên mình của bươm bướm hay là rắn vậy không? Cái đó đâu có gì là lạ. Được rồi, ngày hôm nay để cho các người sáng mắt, đi theo ta. Mã lên, tự đây đi. Nè, xem nè. Nè, coi nè. Coi đi. Dưới đáy tuyệt tình cốc, cái này đâu có phải là trời xanh, rõ ràng là có người khắc lên trên đó. Lão Ngoan Đồng, tôi nghĩ là ông không có thể nào làm cái chuyện tỉ mỉ tới như vậy đâu. Chắc là có người nào đã giúp ông khắc lên trên đó chứ gì. Ê, tạm bậy.
Ba chúng ta ẩn cư ở chỗ này, đâu có ai mà giúp đỡ chứ. Hả? Kiếm ai để giúp đỡ bây giờ đây? Lão hòa thượng tuyệt đối cũng không thể như vậy. Anh cũng không biết mà. Không tin thì hỏi họ đi. Nhưng mà họ có thể che đại dùm cho ông. Ông tuyên bố mặt trời mọc từ hướng Tây, đâu có ai dám nói mặt trời mọc hướng Đông chứ. Người. Đủ rồi, đừng có chọc nữa. Giống như tin lời của người nói. Không được, để cho cô ta coi thêm nữa đi. Những con ông viết chữ nhiều lắm, không phải một hai con đâu à. Con này không kể. Con này có nè. Tuyệt đỉnh gốc ở dưới đáy, có đúng hay không? Hoàng Dung mà ta không có gạt đâu. Nè, có phục lão quan đồng ta chưa? Hiện tượng tuy lạ, nhưng mà không có thể nào khắc trong một tượng chữ trên mình của mấy con Ngọc Phong đâu. Bên trong chắc chắn là có nguyên do. Tôi ở dưới đáy tuyệt tình cốc. Phải rồi, nếu như mình đọc đúng thì là tôi ở dưới đáy tuyệt tình cốc. Phải rồi. Nhưng mà ai ở dưới đáy tuyệt tình cốc đây? Hơn nữa tốn biết bao nhiêu công sức khắc chữ để cho người ta biết là ở dưới tuyệt tình cốc. Người đó tuyệt đối không phải là Song Nhi. Chuyện gì đã xảy ra cho Quách Thương Quân Nương vậy? Cô biết rõ Dương Đại Ca và Dương Đại Tẩu có cuộc hẹn 16 năm. Nếu như Dương Đại Ca tìm không được Dương Đại Tẩu, có thể tự giận. Cô ta chạy ra ngoài tìm Dương Đại Ca, nhưng không ngờ là bị lính Mông Cổ bắt đi mất rồi. Tôi và sư tỷ lo cho sự an toàn của cổ, vì vậy mới ra ngoài hỏi thăm tung tích của cổ. Lão Ngoan Đồng, mấy con Ngọc Phong này có phải là của ông nuôi? Bay từ ở ngoài về đây có phải gì không? Ê, làm sao mà biết bay từ ngoài tới đây chứ? Đừng có hỏi tôi tại sao, hãy nói cho tôi biết bay tới đây được bao lâu rồi, đã mấy ngày rồi phải không? Không phải là mấy ngày đâu, mấy năm rồi đó. Lúc ban đầu cũng không để ý trên mình mấy con ông có chữ. Sau đó con ông cắn lên mình của ta, ta giận quá, xé cái cánh nó ra mới thấy cái cánh nó có chữ đó mà. Thật sự đã bay tới đây mấy năm rồi à? Không lẽ ba có chuyện Ngọc Phong mà ta lầm lẫn hay sao chứ? Không ai chịu tin tết. Nếu thật sự như vậy thì ở dưới đáy tuyệt tình cốc chắc là có gì bí ẩn. Hay là để cho con vô Song và Trình Anh đi điều tra thử, biết đâu chừng có thể điều tra được tung tích của Song Nhi. Đừng có chậm trễ, tụi con xin cáo từ. Nè, đợi ta với. Lão Hoàng Đồng, có phải là muốn đi chung với họ tìm Dương Quá và Tiểu Long Nữ hay không? Đúng vậy, Dương Quá phước to mạng lớn, hắn với Tiểu Long Nữ có duyên chắc chắn là trùng phùng thôi. Nhưng mà mạng của Quách cô nương còn quan trọng hơn nữa. Lão Hoàng Đồng, ta nghĩ ngươi nên đi giúp sức cho họ đi. Được, tôi đi. Lão Hoàng Đồng, ông đi thiệt hả? Đương nhiên rồi, hai người này đồng ý mà, ta nhất định phải đi. Chờ ta với. Lão Hoàng Đồng, bỏ đi thiệt sao? Anh cô à, làm gì vậy chứ? Ông đi rồi, có trở về hay không? Dĩ nhiên là trở về chứ, đừng làm vậy kỳ quá à. Nha. Người ta không có nỡ mà, sao ông đi rồi không về nữa? Dĩ nhiên là trở về mà, bây giờ tôi đi phụ Hoàng Dung tìm được họ rồi, tôi nhất định trở về mà, yên tâm đi. Qua thương tôi, ngươi cười cái gì? Tiểu cô nương, muốn trách phải trách khinh công của cô tệ quá. Nè, chỉ cần bái ta làm sư, học được tuyệt thế võ công của bổn tọa, học xong rồi thì đừng có nói cái đoạn trường nha nhỏ này. Vực thẳm cao dốc hơn nữa cũng có thể xem như là bình địa. Tại ngươi hết, kêu ta đi một vòng thật xa mới quay lại đường lên tuyệt tình cốc, làm cho ta lỡ hẹn cái ngày 7 tháng 3. Nếu như Diên đại ca có chuyện gì. Tiểu cô nương, bây giờ chúng ta không phải tới nơi đâu sao? Chỉ có trễ có một ngày, đâu có ăn thua gì. Qua tươi. Nè, hãy xem, không có hình bóng của ai cả. Xem ra tiểu tử Dương Quá còn chưa tới đây, nóng lòng làm gì. Cái này có phải là Long Nữ Hoa kỷ niệm tiểu Long Nữ mà Dương đại ca thường nói sao? Nhưng mà đại ca ca đâu? Đại ca ca đâu rồi? Đại ca ca! Đại ca ca! Không lẽ Dương Quá đã tới rồi? Đại ca ca, anh đã hứa với em 3 chuyện. Nguyện vọng thứ 3 của em còn chưa có nói. Tại sao lại không đợi em? Anh đã
Tại sao lại không đợi em? Không đợi cô, không gặp mặt đại ca của cô thì thôi đi. Tại sao làm giống như chết rồi vậy? Đại ca ca, anh chết rồi. Anh chết rồi? Anh chết rồi. Chết càng tốt. Qua thân tôi, nhà ngươi là kẻ xuất gia, lòng dạ sao độc ác quá vậy? Biết trở là không có đánh lại đại ca ca của ta, đương nhiên hy vọng anh ta chết sớm rồi. Cho dù hai dương quá xuất hiện một lượt đi nữa, kinh luân pháp dương ta cũng không sợ đâu.